kinh tí nha. Ai cứ cái cuối cùng thì cứ tất cả thưa Amen là được rồi. Dạ. Cha và con và thánh thần, để Chúa xin Chúa chúc lành cho quan của chúng con bởi lòng rộng rãi các thương ban cho chúng con dùng để chúng con có sức khỏe phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em của chúng con. Chúng con cầu xin dưới Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Rồi xin mời nhá, tự nhiên ha, để đi ngồi đi ăn gì cho xin mấy cái đó. Đây. Chào cô, bữa ăn đạm bạc của cả đoàn. Nhà hàng du sinh. Bữa ăn đạm bạc. Đạm bạc, đạm bạc. Đạm bạc. Nó chụp nguyên cái mâm đó, tôi ăn thịt ăn ngon không nè, đi ăn đạm bạc. Đúng rồi đó. Mình đưa lên đó là bữa ăn đạm bạc nhà năm sau du sinh. Vườn hoa Vạn Thành ở Đà Lạt. Sao người ta trồng hoa thế này? Nhà máy bông hồng. Holly. Holly thơm ghê. Thơm quá. Lavender. Ha. Nghe trồng hoa lavender. Thơm. Nhưng mà ít quá. Ít hoa quá. Đây là hoa lavender. Thơm ghê. Chủ yếu là hoa ly. Oh.
Ly luôn. À, bên đây có hoa nữa thôi. Đi xuống đấy trang trại trồng hoa. Này ở trên mình nhìn xuống nè. Một cây này cây gì to quá ta. Đi xuống à. Số này lên đã lắm rồi. Cái cây này ở đâu bắp giống này? Cali cũng chăm chuối đúng không? Cali có chăm chuối. Người ta làm phân ăn được mà chỉ có cali thôi. Xíu là cam ly để tạo ra không cẩm tú cầu hay gì này có cái đường xuống nè, cái này là đường quay lại thôi. Hoa hồng trắng. Hoa hồng. À. Hồng trắng nè. Đẹp ha. Đẹp dữ số ha. Ô đẹp cái này. Bước về ngâm cũng là hành màu hồng luôn. Hay quá.
Được mà. Được, ai nói không được. Có nghĩa ai nói không được đâu. Tím liệm mà đâu có đẹp. Sao quắc. Trái luôn rồi, trái luôn rồi. Hoa hồng. Chiều đó hoa hồng. Chiều đó hoa hồng. Đây nè, qua hoa hồng nè, hoa hồng nó mới đẹp nè. Cái hoa này lạ nè anh. Nhưng mà nhìn nó đâu có đẹp. Đẹp. Trời. Đẹp, cái đó màu trắng đâu đẹp nè. Cái này nè. Đâu. Ê, này bông hồng luôn nè, bông hồng lạ. Cái này vàng vàng trắng trắng tím tím. Từ từ từ. Ấy, bông hồng lạ quá. Này giống bông giả quá. À, trái chanh dây. Bỏ cây xuống đi đừng cuối cùng á. Sa chanh dây thì những cái lá không phải. Nữa đứng đứng nghe lấy hết nguyên cái khu đó luôn hả? Lấy người nhỏ hơn được. Ok. Còn bí bằng ớt hái được đúng không? Dạ. Bí với ớt hái được. Nói đùa thôi, đụng vô biết liền đấy. Thơm ha, dâu chín nó thơm ghê. Nè nè, tối gì có hiệu ứng làm sáng. Nè, chụp đi. Con đứng xa, xa lên trên nữa, con đi lên trên. Lấy con chạy xuống lại đó, con đi lên trên này. Vậy. Ô. Chưa chín nữa. Trời. Mấy cá không bộ, nhiều không bộ luôn giống vậy nè. Chay gì vậy? Nếu mà là không cái gì vậy? Đây nó còn trồng mấy phút nữa. Này giống như kiểu mà năm mới thứ bảy ngày mai chủ nhật. Ờ thì mình cũng hiểu rõ luôn. Để mà. Một quả ớt. Ui giời ơi ớt. Không ở trên cái ớt ớt. Ớt là lạ. Đó là đi đó về phải đó.
ăn đây thôi.